Vậy à? Chồng yêu của em đi làm đấy à? Hai mẹ con ở nhà vui vẻ nhá. Anh yên tâm, mặc dù em không sinh ra con nhưng em vẫn xem con như con rể của mình. Thế yên tâm rồi, con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ nghe chưa? Về nhà bố mua quà cho nhá. Vâng, bố cứ đi làm đi. Ừ, bố đi làm đây, anh làm đây. Con kia, cuối tuần không phải đi học, dạy làm việc nhà đi cho nó quen. Ai hầu? Mày còn nhìn gì? Tao nói tiếng Việt đấy. Làm việc nhà đi. Lúc nào cũng bắt làm. Mày làm bấm gì đấy? Có giỏi nói to lên. Nhanh lên. Làm đi. Bibi của con mà. Trên cái túi này ghi tên của mày à? Nhưng mà bố mua cho con. Mua cho mày, tao thích là của tao đấy. Sao? Nhưng mà. Nhưng gì thế? Mà mày dọn nhà vệ sinh không chưa? Con dọn xong rồi ạ. Nhà tao đây. Sao dì cứ bắt con làm thế? Mà dì chả làm. Cái gì? Mày là con cãi à? Tao huấn luyện cho mày để quen với công việc. Mai sau về nhà chồng biết đường mà làm. Không làm được ấy, nó chả đuổi nhanh đi. Nhưng dì cũng lấy chồng đấy, mà dì chả phải làm gì cả. Tao khác, mày khác. Ơ mà, sau này mày bật tao nhiều thế. Làm đi. Đuổi ra ngoài đường bây giờ. Vớ va vớ vẩn. Con kia, mày vừa học vừa ăn, làm sao mà tập trung được? Của con mà. Của mày á? Bây giờ là của tao. Học đi. Ôi giời, cái gì mà cay này? Hôm mai mà. Con kia, mày trò gì vào đây? Con có biết gì đâu. Con vừa bóc gói bim bim ra, con chưa kịp ăn miếng nào, dì đã lấy của con rồi mà. Mày cũng cẩn thận đấy. Của mày tất. Chỗ kia chưa lau kìa. Chỗ này mày vừa lau à? Bụi còn nguyên đây. Lau lại đi. Hộp kem hôm qua bố vừa mua cho con mà. Mua cho mày? Tao thích ăn là của tao đấy. Mày chỉ còn ăn ít thôi. Hỏng dao đấy. Một hộp thôi, cũng có nhiều đâu à? Một là nhiều rồi. Cấm lại, làm đi. Như tao còn hiền chán đấy. Chứ mày
gặp mấy bà hệ kế trên YouTube chuyện nàng dâu hay chiếu ấy. Chả bị hại chứ mà bã rồi con ạ. Xong rồi dọn đi nhá. Tao đi ra ngoài một tí việc, về mà chưa dọn dẹp xong thì đừng trách đấy. Mà lâu thế? Dạ, con đây ạ. Nhặt con tí rau đây mà mãi không xong. Con sắp xong rồi, dì đợi con một tí thôi ạ. Đợi mày một tí nữa chưa? Mày cứ cẩn thận nhá. Không chưa tao cho nhịn cơm đấy. Nhặt đi. Sản xuất lại bất cẩn như thế được. Mình phải tìm ra được sự thật. Alo mẹ. Mẹ nói cái gì thế? Clip con hành hạ con riêng của chồng đang lan tràn trên mạng, còn bị chửi rủa. Làm sao chuyện đấy được? Để con kiểm tra. Chỉ có tao với mày ở nhà. Mày đã quay cái này đúng không? Không phải con ạ. Không phải mày thì ai? Con dạy con. Hôm nay tao phải dạy cho mày ở bài học. Dạy bốn à. Tôi không ngờ có lương anh. Tôi giao chứng cho ác mà không hề hay biết. Nó bây giờ với tôi trên mạng xã hội. Sao anh không dạy nó đi mà anh đánh tôi? Nó làm như thế mà cô vẫn cảm thấy oan à? Hả? Tôi chỉ dạy nó làm một tí việc nhà cho nó quen, mai sau đi lấy chồng, có gì sai à? Cô đang chỉ dạy bảo ban nó hay là cô đang hành hạ ép đặt nó đấy hả? Trong khi thì ung dung ăn hết cái này cái nọ, rồi ép làm hết cái này cái kia. Clip rõ rành rành như thế, cô còn cãi được à? Hả? Dì ấy bắt con làm nhiều việc lắm, rồi còn không cho con học bài. Đã thế, đồ bố mua cho con ăn, dì ấy cũng dành ăn hết.
Thế đứa nào cho ớt vào Bim Bim? Đứa nào để lông chó lông gà vào kem cho ta ăn? Tại vì dì không cho con ăn nên con mới phải làm như thế. Đấy, anh nghe nó nói chưa? Nó không phải ngoan ngoan như anh tưởng đâu. Này, ai sống khốn nạn chứ? Hả? Cái nhân cách chó gặm của cô như thế mà còn đòi hỏi con tôi phải thực tế à? Hả? Mà đã không thực tế thì tôi cũng chẳng việc gì tôn trọng cô nữa cả, hiểu chưa? Thế ý anh muốn gì? Cút! Anh nói cái gì cơ? Tôi không cần một người vợ như cô. Và con tôi không cần một người mẹ mà không biết yêu thương nó. Dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi nhà tôi. Cút! Được rồi. Để rồi xem con nào sẽ về đây làm mẹ kế nó nhá. Anh tưởng con này thiết tha lắm à? Chào. Bố xin lỗi vì đã để con bị hành hạ như thế mà không hề hay biết. Nhưng mà lần sau có chuyện gì phải kể cho bố nghe chưa? Không được tự ý hành động như thế nhá. Vâng ạ. Ngoan lắm.